Chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 16 giờ của Đài Phát thanh Truyền cao bằng. Mở đầu bản tin chiều nay sẽ là một số tin tức trong tỉnh. Tiếp đó sẽ là thông tin trong nước quốc tế đáng chú ý. Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Sáng 5 tháng 6, Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2, mũi 4 cho cán bộ công chức và người lao động các cơ quan khối đảng, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh. Để công tác tiêm chủng đảm bảo an toàn, khoa học hiệu quả, Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh đã phối hợp với văn phòng tỉnh ủy ra soát lập danh sách đối tượng tiêm chủng, xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ y tế. Khu vực tiêm được bố trí đảm bảo đúng quy định an toàn tiêm chủng gồm khu vực chờ trước tiêm chủng, tiếp đón, đo huyết áp, khám sàng lọc ban đầu cho đối tượng tiêm chủng, khu vực tiêm và khu vực theo dõi phản ứng sau tiêm. Kết thúc buổi tiêm chủng đầu tiên đã có 84 người được tiêm vaccine phòng COVID-19 liều nhắc lại, trong đó có 81 người tiêm mũi 4, 3 người tiêm mũi 3. Người sau khi tiêm được theo dõi ít nhất 30 phút tại điểm tiêm và được thực hiện bởi cán bộ y tế, qua theo dõi không có trường hợp phản ứng sau tiêm. Từ ngày 30 tháng 5 đến hết ngày 4 tháng 6, toàn tỉnh đã có 7.087 người từ 50 tuổi trở lên và người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng. Người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19 như cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân, người làm việc tại khu công nghiệp được tiêm vaccine phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2, mũi 4 ngành y tế khuyến cáo hiện nay dịch bệnh COVID-19 chưa phải đã chấm dứt hoàn toàn. Các biến chủng của virus SARS-CoV-2 vẫn đang biến đổi khó lường. Người dân nên tiếp tục tiêm vaccine để không mất cơ hội được bảo vệ liên tục. Tiêm vaccine mũi 4 không chỉ bảo vệ bản thân người tiêm, mà còn bảo vệ người thân, cộng đồng thuộc nhóm đối tượng nguy cơ cao. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế vừa có văn bản khẩn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tiếp tục thực hiện phòng chống COVID-19 đối với người nhập cảnh. Theo đó, trong thời gian qua tại nước ta, dịch COVID-19 đã được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc với tỷ lệ bao phủ vaccine phòng COVID-19 cao. Thực hiện nghị quyết số 38 của Chính phủ ban hành chương trình phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ Bộ Y tế đã ban hành các văn bản theo hướng đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, phòng chống dịch theo phương thức quản lý rủi ro để tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho người nhập cảnh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đồng thời bảo vệ sức khỏe người dân. Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh thành phố chỉ đạo triển khai một số nội dung như thực hiện nghiêm các công điện hướng dẫn về việc tạm dừng yêu cầu phải xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh vào Việt Nam. Tạm dừng áp dụng khai báo y tế tại cửa khẩu và tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa, các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan liên quan để giám sát phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19, xử lý kịp thời ngay tại cửa khẩu, đồng thời giám sát chặt chẽ và xử lý sớm các ổ dịch tại cộng đồng theo quy định. Không lơ là chủ quan trong công tác phòng chống dịch COVID-19 chủ động tham mưu, lập kế hoạch thực hiện nghị quyết số 38 NQCP ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Chính phủ ban hành chương trình phòng chống dịch COVID-19, ra soát cập nhật kế hoạch dự phòng đáp ứng với các tình huống dịch, đào tạo, tập huấn, diễn tập các kỹ thuật, phương án để sẵn sàng ứng phó hiệu quả khi dịch có diễn biến bất thường, thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác thực hiện tại tuyến cơ sở, kịp thời hướng dẫn xử lý các vấn đề phát sinh hoặc báo cáo trao đổi với Bộ Y tế để cùng giải quyết. Ban chỉ đạo năm 1 năm huyện Hạ Lang tổ chức cất bốc quy tập và làm lễ truy điệu an táng hải cốt liệt sĩ Bế Văn Cấu từ chân dốc canh mạ, xóm Lũng Đốn thị trấn Thanh Nhật về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Hạ Lang. Tham dự có đại diện lãnh đạo huyện ủy, ủy ban nhân dân, ban chỉ huy quân sự huyện và thân nhân gia đình liệt sĩ Bế Văn Cấu. Đồng chí Bế Văn Cấu sinh năm 1942, chức vụ chiến sĩ dân quân đơn vị ban chỉ huy quân sự thị trấn Thanh Nhật, huyện Quảng Hòa cũ, nay là huyện Hạ Lang theo tiếng gọi thiêng liêng của Đảng, của Tổ quốc, cùng lớp lớp thanh niên trong cả nước, đồng chí Bế Văn Cấu sớm giác ngộ cách mạng đã hăng hái xung phong lên đường làm nhiệm vụ, công hiến tuổi thanh xuân của mình cho đất nước, dũng cảm chiến đấu hy sinh, quên mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Tháng 3 năm 1979, trong đợt chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, đồng chí Bế Văn Cấu đã anh dũng hy sinh tại thị trấn Thanh Nhật, Nơi chôn cất ban đầu tại xóm Lũng Đốn, thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang. Sau hơn 43 năm yên nghỉ, thể theo nguyện vọng của gia đình, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể đã đưa hài cốt của liệt sĩ Bế Văn Cấu về nghĩa trang liệt sĩ trung tâm huyện trong sự trang nghiêm, thành kính tri ân và ghi nhớ công lao to lớn của các liệt sĩ đối với Tổ quốc. tiếp theo sau đây sẽ là thông tin trong nước quốc tế. Nhân kỷ niệm 111 năm ngày Bắc Hồ ra đi tìm đường cứu nước, sáng nay tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, bến nhà rồng thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong không khí trang nghiêm thủ tướng chính phủ phạm minh chính và đoàn công tác dành một phút mặc niệm bày tỏ lòng thành kính sự biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh người đã dành chọn cuộc đời mình vì dân vì nước vì sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước nguyện cùng chung sức đồng lòng công hiến để thực hiện di trúc của người tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh xây dựng đất nước hùng cường thịnh vượng đời sống nhân dân ngày càng ấm no hạnh phúc Cách đây 111 năm, ngày mùng 5 tháng 6 năm 1911, trước cảnh nước mất nhà tan, chứng kiến sự bóc lột tàn bạo của thực dân và phong kiến tai sai, nỗi thống khổ của nhân dân lao động, từ bến cảng nhà rồng, cảng Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã rời Tổ quốc, bắt đầu hành trình tìm ánh sáng cho con đường giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước. Sau 30 năm tìm đường cứu nước, năm 1941, người trở về Tổ quốc lãnh đạo cách mạng Việt Nam, tiến hành cách mạng tháng 8 thành công, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta đã thực hiện thành công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa để có được cơ đầu, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như hiện nay. Tuần làm việc thứ ba từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 10 tháng 6 của kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15 sẽ diễn ra nhiều nội dung quan trọng, thu hút sự quan tâm của cử tri và nhân dân cả nước. Điểm nhấn nổi bật trong tuần làm việc là sẽ diễn ra hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn trước Quốc hội. Đây là nội dung đặc biệt quan trọng trong chương trình làm việc của Quốc hội, thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo cử tri và nhân dân. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất 4 nhóm vấn đề chất vấn và người trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, gồm lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài chính, ngân hàng, giao thông vận tải. Trong tuần làm việc, các đại biểu Quốc hội sẽ nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra chủ trương đầu tư các dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc. Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về tổng kết đánh giá tổng thể tình hình thực hiện nghị quyết số 66 và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo. Dự thảo nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa. Đồng thời biểu quyết nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023. Nghị quyết về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022. Bài viết trên The Economist nhận định, trong 4 năm tính đến năm 2021, tỷ trọng điện lượng mặt trời tại Việt Nam đã tăng từ mức gần như bằng không lên gần 11%, tốc độ tăng trưởng còn cao hơn so với Pháp hay Nhật Bản. Đông Nam Á là một trong những khu vực trên thế giới dễ bị tổn thương nhất trước biến đổi khí hậu, nhưng khu vực này dường như chưa quan tâm đến việc từ bỏ nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên, tạp chí The Economist của Anh số ra ngày 4 tháng 6 đã có bài viết nhận định Việt Nam là một điểm sáng trong khu vực nhấn mạnh cam kết đối với quá trình chuyển đổi năng lượng, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính hồi tháng 11 năm 2021 đã tuyên bố sẽ ngừng xây dựng các nhà máy điện than mới và giảm lượng khí thải dòng của Việt Nam về mức bằng không vào năm 2050 các quốc gia Đông Nam Á khác có thể rút ra một vài kinh nghiệm từ Việt Nam. Theo đó, Việt Nam đã tăng gấp 4 lần công suất điện gió và điện mặt trời so với năm 2019. Bài viết khẳng định thành tích phi thường này chủ yếu nhờ ý chí chính trị và các động lực thị trường. Cải cách giúp các nhà đầu tư nước ngoài dễ dàng kinh doanh tại Việt Nam hơn cũng đã giúp ích. Tuy nhiên, theo bài viết, nếu hy vọng đạt được mức phát thải khí thải dòng bằng không vào năm 2050, Việt Nam sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Mặt hàng tôm hiện chiếm 50% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản của Việt Nam và là mặt hàng có sự tăng trưởng mạnh nhất trong những năm qua. Từ đầu năm đến nay, nhờ tình hình dịch COVID-19 trên thế giới có dấu hiệu lắng dịu nên xuất khẩu tôm, chủ yếu là tôm nuôi đã tăng trưởng rất mạnh, đến nay đạt kim ngạch trên 1,5 tỷ USD, tăng hơn 41% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, từ đầu năm đến nay, xuất khẩu tôm vẫn duy trì được mức tăng trưởng cao 35%, Mỹ tiếp tục là thị trường nhập khẩu nhiều tôm nhất của Việt Nam với tỷ trọng chiếm hơn 20%, tiếp đến là thị trường Trung Quốc. Dự báo xuất khẩu thủy sản quý 2 sẽ đạt 2,8 đến 3 tỷ USD, tăng khoảng 36 đến 38% so với cùng kỳ năm 2021. Xuất khẩu tôm Việt Nam trong năm nay sẽ vững đà tăng trưởng nhờ nhu cầu từ thị trường vẫn tốt và ưu đãi từ các hiệp định thương mại tự do. Nếu diễn biến thuận lợi, kim ngạch xuất khẩu tôm trong cả năm nay có thể đạt mức tăng trưởng 10%. Khoảng 5 đến 10% bệnh nhân COVID-19 gặp triệu chứng kéo dài có người hơn 2 tuần nhưng cũng có người cả tháng, thậm chí 3 tháng hoặc lâu hơn. Tình trạng này không phụ thuộc vào mức độ nặng của bệnh. Theo các bác sĩ, hậu COVID-19 là tình trạng rối loạn xảy ra ở bệnh nhân có tiền sử có thể hoặc được khẳng định mắc COVID-19, thường 3 tháng kể từ ngày khởi phát triệu chứng, tồn tại kéo dài ít nhất 2 tháng và không thể lý giải bằng các trần đoán khác. Triệu chứng phổ biến nhất là bao gồm mệt mỏi, khó thở, rối loạn nhận thức và một vài triệu chứng khác có thể ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Các triệu chứng có thể xuất hiện mới sau khi bệnh nhân đã hồi phục hoặc tồn tại từ giai đoạn đầu các triệu chứng có thể dao động hoặc tái phát theo thời gian. Các chuyên gia ước tính COVID-19 để lại tới 203 di chứng như mệt mỏi, sơ phổi, vấn đề về trí nhớ. Các bệnh lý hậu COVID-19 xảy ra ở cả bệnh nhân COVID-19 nhập viện hoặc không nhập viện trong giai đoạn cấp của bệnh. Khoảng 5-20% bệnh nhân covid gặp triệu chứng kéo dài, nhiều trường hợp mắc COVID-19 kéo dài hơn 2 tuần, cả tháng, thậm chí 3 tháng hoặc lâu hơn. Vậy liệu COVID-19 có trở thành bệnh kéo dài mãn tính giống lao HIV hay không là câu hỏi đang được đặt ra. Chuyển sang tin quốc tế, lãnh đạo WHO cho rằng mối đe dọa về chủng sát COVID-2 nguy hiểm hơn là có thật, nhất là khi số ca tử vong được báo cáo tại châu Phi và Tây Thái Bình Dương tăng. lãnh đạo WHO cho biết mặc dù ở nhiều quốc gia tất cả các biện pháp hạn chế được dỡ bỏ và cuộc sống trông có vẻ như trở về trước đại dịch, số ca bệnh được báo cáo đang gia tăng ở mức gần 70 nước. Quá trình bao phủ vaccine trên thế giới đã có những bước tiến nhất định với 60% dân số thế giới được tiêm chủng, nhưng vẫn còn gần một tỷ người ở các quốc gia có thu nhập thấp vẫn chưa được tiêm. Bên cạnh đó, chỉ có 57 quốc gia đạt tỷ lệ tiêm vaccine cho toàn dân số từ 70% trở lên và hầu hết đều là các quốc gia có thu nhập cao. Người đứng đầu WHO cảnh báo rằng khi số ca lây truyền ngày càng tăng, có nhiều ca tử vong hơn và có nguy cơ xuất hiện biến thể mới, việc giảm xét nghiệm và giảm trình tự gen các trường hợp mắc bệnh có thể khiến thế giới trở tay không kịp trước sự tiến hóa của virus. Bản tin 16 giờ xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin sau.